Hi, chào các bạn khỏe không? Xin lỗi vì cái tóc của Trúc nó hơi bừa bộn, nó hơi bê bối chứ quên. Tại đầu giờ, phải nói là đầu bếp, đầu bếp chưa có gọi cho nên là cứ tém rồi nhìn cái mặt nó một đống, ghê quá, nhìn trong camera thấy ghê thiệt luôn á. Rất là nôn nao để mà làm cái clip này cho các bạn, tại vì nếu mà ai theo dõi những cái video trước của Trúc á, thì biết là Trúc mới đi Paris về, và Trúc hứa với các bạn á, là khi mà được 1.000 người theo dõi á, thì Trúc sẽ tặng giveaway cho các bạn. Thì đáng lẽ ra là cái clip này Trúc làm hồi Chủ nhật tuần rồi, nhưng mà vì cái môi Trúc bị đạn, bị một nhiệt ở trong á, nó bị sưng lên vậy nè, cho nên là Trúc không có quay clip được. Hôm nay nó đỡ rồi nên là Trúc sẽ quay gì để giới thiệu cho các bạn. Trước hết là sẽ giới thiệu cho các bạn những cái sản phẩm mà Trúc yêu thích trong thời gian gần đây. Và sau đó sẽ là quà cho các bạn đó. Nhớ theo dõi tới cuối clip nha. Sản phẩm đầu tiên mà Trúc muốn giới thiệu với các bạn đó là mặt nạ dành cho da nhờn, da bình thường cho đến da nhờn của hiệu Caudalie. Thì cái mặt nạ này nó có tác dụng là điều chỉnh cái độ nhờn trên gương mặt của mình, và chống lại mụn và các vết thâm. Cái mặt nạ này nó có cái đặc biệt đó là cái kết cấu của nó giống như là mặt nạ đất sét vậy các bạn, nhưng mà sau khi mà thoa lên mặt á, thì tuyệt đối là nó không có khô nha, nó không có khô như mặt nạ đất sét, mà nó làm cái da mình rất là mềm mại và không hề có cảm giác bị khô. Và sử dụng một thời gian á, thì tôi cũng thấy mụn và vết thâm giảm đi hẳn. Cho nên là những bạn nào mà da nhờn và thường hay có khuyết điểm trên gương mặt á, thì Trúc khuyên nên mua cái loại mặt nạ này để thử nha. Và sản phẩm tiếp theo mà Trúc muốn giới thiệu đến các bạn đó là serum của hiệu Estée Lauder. Cái serum trước mà Trúc sử dụng á, thì nó có tác dụng là cân bằng lại độ sáng của da, và giúp cho da mình trắng sáng hơn. Còn cái serum này á là để trị mụn và các vết thâm trên gương mặt. Tại vì cái mấy tháng vừa rồi á, mặt Trúc hay bị rất là nhiều mụn bọc và bị thâm nữa. Nếu mà các bạn coi mấy cái video trước của Trúc thì các bạn cũng sẽ thấy được. Tại vì Trúc không cho dù Trúc dùng kem che khuyết điểm cái nào rồi cũng không có che được. Cho nên là trong cái thời gian vừa rồi là Trúc toàn tìm những cái sản phẩm nào mà trị mụn, trị thâm không à. Trúc thấy nó rất là hiệu quả. Như các bạn giờ các bạn có thể thấy là Trúc cũng bớt mụn đi nhiều á, các bạn có thấy vậy không? Thì Trúc nghĩ là một phần là do tác dụng của cái serum này và cái mặt nạ mà hồi nãy Trúc giới thiệu cho các bạn á. Và sản phẩm cuối cùng của phần dưỡng da đó là nước tonic của Caudalie. Nếu mà các bạn có coi cái video trước của Trúc á, thì Trúc có sử dụng cái tonic này. Thật ra cái chai này là cái chai thứ hai mà Trúc mua lại để sử dụng rồi đó, là có nghĩa là các bạn biết là Trúc rất là thích, tại vì nó không có ancon nhá, mình có thể lau trên mắt được mà nó không làm da mình bị khô hoặc rát giống như là những cái tonic trước mà Trúc sử dụng, cho nên cái này Trúc rất là thích. Và bây giờ là đến phần những sản phẩm make up yêu thích của Trúc. Sản phẩm đầu tiên đó là má hồng Rockateur của Benefit. Cái má hồng này Trúc cũng có sử dụng trong cái video trước của Trúc á. Nếu mà các bạn có xem thì Trúc rất là thích cái màu của nó. Để mở cho các bạn xem nhé. Ở bên trong nó có một cái cọ để mình đánh. Đó, cái màu nó như thế này các bạn. Để Trúc swatch lên tay cho các bạn xem nhé. Nó hơi coi mà hơi hồng tí á. Là đây là hôm nay Trúc cũng sử dụng cái má hồng đó đây nè. Rất là thích luôn. Tại vì mùa hè thì Trúc không muốn đánh má hồng quá hay là cam quá. Tại vì là như vậy cảm giác cái mặt mình nó nặng nề mà nó nóng làm sao á. Thì cái màu này nó dịu giữa màu hồng và màu cam, mà nó có hơi tí nhũ nữa, nó làm cho gương mặt mình nó tự nhiên và sáng, bừng sáng lên. Trong hè này lúc nào cũng sử dụng cái này luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cái chai khuyết điểm và làm sáng vùng chữ T của hiệu Estée Lauder, tiếng Pháp là Touche Éclat, còn tiếng Anh là Radiant Touch. Không biết phải đọc vậy không nữa. Thôi nhưng mà Trúc sẽ để tất cả những cái link sản phẩm ở phía dưới cho các bạn check á. ngại đọc mấy cái tiếng Anh, tiếng Pháp nữa quá, mệt quá. Cái cây này là cái cây che khuyết điểm và cũng như là để làm sáng những cái vùng còn làm sáng trên gương mặt của các bạn, như là vùng chữ T á. Nó là cái che khuyết điểm cũng không hẳn đúng, tại vì tôi thấy mụn nó không có che được hết nha các bạn. Nhưng mà các bạn sử dụng nó để làm sáng vùng chữ T á, thì rất là hiệu quả, rất là đẹp, và cái phần thâm nó cũng che rất là tốt. Nó chỉ có mụn là tôi cảm thấy nó không che được hết thôi, nhưng mà dù sao đi nữa thì những cái sản phẩm của YSL là cực kỳ tuyệt vời. Đó giờ tôi mua bất cứ những sản phẩm nào của YSL tôi cũng hài lòng hết á. Và sản phẩm cuối cùng đó là son môi của MAC. Ta-da! Đây là cây son Viva Glam Rihanna A93. Cái này là ra lâu rồi nha các bạn. Cái màu này cũng là cái màu hôm nay tôi sử dụng nè. Các bạn thấy nó có tươi hơn. Tôi không biết là các bạn có thích những cái màu son trói lọi như thế này hay không, nhưng mà tôi rất là thích những cái màu son như thế này. Cái màu đỏ nó không quá bóng mà son nó cũng không có quá lì. Nó có độ dưỡng ẩm trong đó, làm môi mình không có bị khô. Để tôi swatch lên tay cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn thấy không? Màu nó cũng không phải là đỏ chói, đỏ chét nha các bạn. Nó có pha hơi tí hồng một tí. Nói chung là dù là màu son chói nhưng mà nhìn bạn không kiểu quá là màu mè. Cho nên là những ai muốn đẹp sực sỡ như Trúc hôm nay thì hãy mua cái son này nhé. Nói chơi thôi nha mấy bạn, đừng tưởng thiệt nha. Tôi nói mà tôi còn mắc ói đó. Ok, vậy là xong phần giới thiệu những sản phẩm yêu thích của tháng vừa qua rồi. Bây giờ chắc là tới phần các bạn đang chờ đợi lắm phải không? Tôi biết mà. Nói chơi thôi. Thì thực sự Trúc rất là vui khi mà cái kênh của Trúc đã được hơn 1.000 lượt người theo dõi. Thật ra đối với những cái kênh khác á, 1.000 người theo dõi nó chẳng là cái gì đâu, nhưng mà đối với Trúc thì nó rất là nhiều. Trúc rất là vui sướng tột độ. Và Trúc cũng hy vọng là càng ngày sẽ càng nhiều người theo dõi kênh của Trúc hơn, không phải là chỉ dừng lại 1.000 người ở đó. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh của Trúc, và có những bạn comment rất là dễ thương. Và Trúc hy vọng là các bạn sẽ vẫn tiếp tục theo dõi kênh của Trúc, và Trúc cũng mong rằng sau này Trúc sẽ làm thêm được Trúc cũng mong rằng sau này Trúc sẽ làm thêm được những video hay để cho các bạn xem. Và sau đây Trúc sẽ tặng các bạn một ít thôi nha, không có nhiều đâu. Một ít món quà để kỷ niệm 1.000 người theo dõi trên kênh YouTube của Trúc. Thì món quà đầu tiên Trúc muốn gửi đến các bạn đó là son Maybelline màu 96, son lì nha các bạn, màu rất là đẹp. Thì Trúc không thể nào mở ra swatch cho các bạn được, tại vì Trúc muốn để cho nó mới tinh để gửi đến cho các bạn. Nhưng mà cái màu này nó là cái màu hồng, để coi, màu hồng cam, nó giống như cái màu mà nếu mà các bạn coi những sản phẩm yêu thích tháng 3 của Trúc lần trước á, nó giống cái màu của Shu Uomura mà Trúc giới thiệu trong video clip á. Thì các bạn click xem thử Trúc swatch cái màu đó như thế nào đó, thì cái màu này nó cũng gần giống như cái màu đó. Trúc chắc chắn là các bạn sẽ thích. Và món quà tiếp theo cũng của Maybelline New York, đó là cái son dưỡng môi Cherry Me màu đỏ. Ta-da! Và cuối cùng đó là cái bông rửa mặt của The Body Shop. Cái này để khi mà các bạn muốn tẩy da chết á, các bạn thoa lên mặt, tại vì nó không có hề láng và mềm như các bạn, nó hơi sần sùi á. Tại vì để tẩy da chết mà các bạn thoa nhẹ trên mặt như thế này ha. Thì ba món quà đó là ba món quà chính mà tôi muốn gửi tới cho các bạn, và còn thêm 2 món quà phụ nữa. Tại sao tôi nói phụ? Tại vì thật ra cái sản phẩm này á, Trúc mua, Trúc có sử dụng, Trúc thề luôn nha, Trúc sử dụng có một lần duy nhất, không, chính xác là 2 lần. Đó là BB cream của hiệu Innisfree. Cái BB cream này Trúc sử dụng 2 lần thôi, mà Trúc thấy nó quá trắng đi. Cái mặt nó làm cái mặt Trúc nó trắng quá, Trúc không có thích lắm. Mà Trúc biết là ở Việt Nam các bạn rất là thích kiểu rất thích da trắng á. Cho nên là Trúc muốn gửi tặng kèm các bạn. Nếu như mà các bạn xài thích á, thì càng tốt. Còn không thì thôi, các bạn có thể cho hoặc tặng ai lại cũng được ha. Mà nó theo Trúc chỉ xài có 2 lần thôi nha, cho nên là nó vẫn còn rất mới, còn giữ hộp luôn đó. Còn rất là nhiều luôn, 40ml rồi nha các bạn. Và thêm món quà tặng kèm đó là những cái gọi là gì, những cái sản phẩm thử á. Khi mà Trúc mua mỹ phẩm á, người ta tặng kèm cho Trúc á, để về để thử coi nó như thế nào á, thì Trúc sẽ cho các bạn một vài thứ có của Vichy nè, hiệu Vichy nè, The Body Shop nè, Nuxe nè, Avène, Etude House. Ok, đó là những món quà mà Trúc sẽ gửi tặng đến cho các bạn. Nhưng mà các bạn cũng phải giúp Trúc một vài điều nữa nha. Đó là Trúc sẽ nói thể lệ để được nhận quà nhé. Các bạn hãy share cái clip này và hãy like Facebook. Quên nói cho các bạn nữa là Trúc mới tạo Facebook. Tại vì lúc mà làm kênh YouTube này á, Trúc nói là chừng nào mà Trúc được 1000 người theo dõi thì Trúc mới tạo Facebook. Còn không thì cũng tạo cũng chả để làm gì, đâu ai theo dõi đâu. Cho nên là Trúc mới vừa tạo Facebook của Trúc á. Trúc để link ở dưới nha. Các bạn hãy like Facebook của Trúc nè, các bạn hãy like Facebook của Trúc nè, với Instagram. Và dĩ nhiên là phải subscribe cái kênh YouTube này của Trúc nữa. Và các bạn hãy nhớ hãy để chế độ public nha, để Trúc có thể thấy được trên Facebook. Và hãy comment ở dưới, một con số mà các bạn yêu thích và hãy nói tại sao, để Trúc lặp lại thể lệ tham gia nhận quà nha. Có 3 bước mà các bạn phải làm. Bước thứ nhất là like và share cái clip này của Trúc trên Facebook, và nhớ để chế độ public để Trúc có thể thấy nha. Bước thứ hai đó là like Facebook và Instagram của Trúc. Bước thứ ba là comment ở dưới, hãy nói một con số mà bạn yêu thích và nói tại sao, ok không? Dù sao thì Trúc cũng sẽ viết lại cái thể lệ đó trên Facebook, và các bạn hãy nhớ vào Facebook xem, nếu như mà Trúc nói không có rõ lắm á. Thì như Trúc nói lúc đầu là chỉ là một tí thôi, một tí quà thôi. Cho nên là của ít lòng nhiều, hy vọng là các bạn sẽ vui khi mà nhận những cái món quà nhỏ nhỏ này của Trúc. Trúc cũng vui khi mà tặng quà cho các bạn nữa. Thì thời gian để chờ đợi kết quả sẽ là 2 tuần rưỡi, nghĩa là chủ nhật này, xong rồi chủ nhật tới nữa Trúc sẽ báo cho các bạn biết ai sẽ được những cái phần quà này của Trúc ha. Rồi các bạn hãy tham gia nhiệt tình nha. Thì tí nữa Trúc cũng sẽ viết lại thể lệ nhận quà trên Facebook, các bạn hãy nhớ vào xem nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Trúc. Hẹn các bạn vào video sau, bye bye.